À, thầy Nhuân xin kính chào khách. À, bây giờ đang là buổi chiều ngày 28 tháng 10 2020. Thầy Nhuân đang phát trực tiếp tại cơ sở 1, tại xưởng sản xuất luôn. Và hôm nay chúng tôi đã xong hai bộ sập thờ, một chiếc là đục hoa sen của một anh khách hàng ở rất là xa, sập thờ hoa sen. Và một chiếc sập thờ mai điểu gỗ gụ, chân vuông 24, dài 2m17, rộng 1m7 và cao 1m17. Và một bàn thờ án giang hay gọi sập thờ cũng được, bằng chất liệu gỗ gõ đỏ Nam Phi, cao 1m55, dài 2m17, rộng 90. Hai bộ đồ thờ này Thành Luân đã hoàn thiện xong phần PU bóng mờ để chuẩn bị bàn giao cho một anh khách hàng ở rất là xa. Đó là anh Việt ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sau khi Thành Luân quay clip này xong sẽ bàn giao và chuyển vào phía Nam cho anh khách hàng ở mãi tận Kiên Giang, rất là xa, cách đầu gỗ Thành Luân khoảng hơn 2.000 km, mãi tận miền Tây. Và các bác nào có nhu cầu muốn sở hữu bộ nội thất phòng thờ đẳng cấp mà đẹp như thế này, có 102 giống như này, thì liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110 389. Đầu gỗ Thành Luân tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đây là một trong hai mẫu sập thờ đẳng cấp nhất bây giờ. Từ từ quét thế rồi, từ từ. Bụi thế. Ừ được, quét sẽ quá được. Thì trong này Thành Luân đang mang bộ bàn ghen đi đến sửa phun để phun cho anh khách hàng ở thành phố Hà Nội. Ngoài hai cái sản phẩm sập thờ khủng cao cấp nhà ra, Thành Luân còn rất nhiều những cái sản phẩm khác đang trưng bày tại cơ sở 1. Các bạn nào ở gần cơ sở 1 có thể đến trực tiếp xem. Chúng tôi đang có rất nhiều hàng và rất nhiều hàng đang hoàn thiện cho khách hàng ở khắp mọi miền Tổ quốc. Và sau đây Thành Luân sẽ bốc tháo ra, từ từ hiện ra bên trong đấy. Để khoan, cứ quấn bên ngoài được anh, quấn bên ngoài dễ. Đấy nhỉ, quấn dễ, không, quấn lên lóc luôn. Quấn đi lông lóc vào cho dễ, cứ để cho quấn. Đúng rồi. Quấn đi, quấn xung quanh cho dễ. Quấn xung quanh, vòng quanh cái cổ đây, đúng rồi. Để đang vào để cái xe bàn xoay kia, để lên nó quấn. Thế thì quấn cái này trước đi, quấn này trước đi. Các bạn nào cần xem những mặt hàng gì có thể comment bên dưới, em sẽ cho các bác xem tất cả những sản phẩm đang có mặt tại đồ gỗ Thành Luân. Rất là nhiều những sản phẩm cao cấp. Bên trong này Thành Luân còn một chiếc bàn thờ án giang gỗ gõ đỏ Nam Phi, giống như cái bàn của anh Việt ở Kiên Giang. Cái sản phẩm này Thành Luân cũng có khách hàng đăng ký rồi, đó là một bạn khách hàng ở thành phố Bình Dương. Bàn ghế giường tủ rất là nhiều. Các bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu một trong những mẫu bàn ghế giường tủ sập vụ tủ chè thì liên hệ ngay với đồ gỗ Thành Luân để được sở hữu những sản phẩm cao cấp nhất. Ừ, có ai ra cùng với bố không? Hai người à? Một người ấy được. Mạng yếu thế nhỉ? Và trong khi là mạng lại kém, thế mới lạ. Mạng để chỗ nào mà sao yếu thế nhỉ? Và trong khi là mạng yếu không nên nhìn thấy gì.
Phía trong này là một chiếc sập ba thành bằng gỗ gụ. Đấy, mạng yếu quá là mất sóng, vừa mất sóng rất là. Đây là một trong những cái mẫu sập thờ đẹp nhất bây giờ. Đây là còn gọi là bàn thờ Án Giang, chân vua 20. Toàn bộ cái này là chân 20. Dạ dày 4 phân. Cái cổ dày 4 phân và cái dạ dày 6 phân, đục tay 100%. Và ba bông hoa sen là chắp đổi kênh lên thành 15 phân. Một bông, hai bông là chắp. Nếu các bác nào muốn không chắp cũng được, nhưng mà chắp lên nó sẽ nổi và đẹp hơn. Rất là đẳng cấp. Và phía dưới là làm thêm một cái đợt. Hiện xong là bắt sẵn một cái ke sẵn ở bên dưới này nhá. Hiện rồi. Bắt sẵn cái ke dưới này. Đấy, bên dưới với cái chân này. Bắt sẵn cái đợt ấy. Ghi chữ bên trên này đấy. Ờ đúng rồi. Bắt bên dưới. Không, bắt bên dưới để không là nó tụt ra đấy. Không. Bắt ra. Bắt bên dưới giấu đi. À, trên mình quý vị đã xem là thầy Luân đang giới thiệu hai bộ sập thờ rất là khủng. Một chiếc là dài 2m2, rộng 1m07 và cao 1m17. Rộng 1m07 và cao là 1m17, toàn bộ bằng chất liệu gỗ gụ. Dạ dày 8 phân, cổ dày 4 phân và mặt này là dày 2 phân, cung tranh dày 5 phân. Tất cả đã được hoàn thiện xong phần PU bóng mờ để chuẩn bị bàn giao cho mấy khách hàng anh Việt ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, rất là xa. Cách đầu gỗ Thành Luân chắc phải tầm hơn 2.000 km. Tất cả cái phần cổ này là đục tay 100%, đục từ quý là tùng cúc trúc mai. Và cái phần dạ tiền là liền khối dày 8 phân, đục tay 100%. Toàn bộ dạ tiền này là liền khối dày 8 phân và cổ dày 4 phân. Thường những cái mẫu sập thờ mai này thì luôn là một cái con rơi và ngậm chữ phúc ở đây. Nhưng mà theo yêu cầu của khách hàng là làm hoa mai tất, không làm chữ phúc ở giữa này nữa. Và thay vào đó làm ba chữ phúc lục thọ ở giữa, khác biệt so với cái mẫu hàng Thành Luân làm từ trước giờ. Và cái anh khách hàng này đặt là mẫu rất là khác, mẫu cũng như cái mẫu sen này cũng thế, là cái mẫu đầu tiên Thành Luân làm to như này. Trước đây Thành Luân làm mẫu nhỏ hơn để làm bàn thờ Phật, nhưng mà cái anh khách hàng này đặt hẳn cái to cùng như này. Và ngoài cái mẫu này ra Thành Luân cũng làm một chiếc giống như này cho một khách hàng ở Bình Dương, đã hoàn thiện xong nhưng mà khách phải còn rất lâu mới lấy. Và quý vị nào có nhu cầu đặt hàng giống như này thì liên hệ ngay với Thành Luân để được sở hữu những cái sản phẩm đặc sắc nha. Vì một cái sản phẩm này làm rất là lâu, đục tay hết rất lâu, không phải là đến là mua là có ngay. Mọi thông tin chi tiết cái khách hoặc là các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với hai số điện thoại Zalo 0972 770888 và 0967 110389, hoặc đến trực tiếp tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Và tại cơ sở 2 ở Văn Cao, Hải Phòng, 7173 Văn Cao, Hải Phòng, để đặt hàng những sản phẩm theo yêu cầu của các bác. Toàn bộ cái này là chân 20 và làm rất là kỹ. Cái bàn thờ này là đồ gỗ luôn cho hoàn thiện rất là kỹ, chọn gỗ làm tay 100% và ngay cả khâu cuối cùng là hoàn thiện nên rất là luật. Tất cả đường lạo, cái đường cái vai này bom bê luột căng, không có một tí gợn đâu cả. Đòi hỏi kỹ thuật rất là cao mới làm được. Rồi, xin chào 20 người đang xem buổi phát trực tiếp của Thành Luân. Các bác có nhu cầu đặt hàng liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số điện thoại, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp tại xưởng để xem, cũng như là rất nhiều những cái mặt hàng khác để các bác lựa chọn. Ngoài hai cái mẫu sập thờ ra, đồ gỗ Thành Luân còn hàng ngàn cái mẫu sập thờ khác nhau đang trưng bày tại đồ gỗ Thành Luân. Và bây giờ em sẽ vào bên trong quay một số mẫu khác để cho các bác xem. Cũng cái mẫu sập thờ này vừa có một anh khách hàng ở Hòa Bình, anh về đặt của Thành Luân một chiếc gần giống như này và một chiếc như này. Đi vào trong thì tôi sẽ quay một số mẫu sập thờ cao cấp nữa và sập lầm. Đây, phía trong này là những cái sập lầm. Và đây là một cái bàn Án Giang bằng gỗ gụ chân 14 và một cái chiếc sập cẩm lai mặt niền một lá. Rất là nhiều những cái sản phẩm cao cấp đang có mặt tại đồ gỗ Thành Luân. Các bác có thể về
mua hàng, lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý nhất. Bàn thờ đây rất là nhiều. Bàn thờ gỗ cụ, gỗ hương đá, đây là gỗ gõ. Đến bàn ghế rất nhiều. Tại vì ở xưởng thì luôn không diện tích, nó không được rộng. Cho nên là kê các cái mặt hàng nó chỉ mỗi một số mẫu chỉ kê trưng bày một vài cái thôi. Chứ nếu mà nắp hết những các cái đồ thờ thì phải rộng ở gấp 3 lần như này mới đủ. Mà cho mạng kém thế. Và trong này không có mạng luôn, lạ thật. Sao lạ nhỉ? Tụt đấy. Tụt, tụt. Vẫn phải cho cái keo mấm vào đấy. Không, 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 không. Lôi ra là tụt. Cho vào. Cho hạ bên dưới. Thế đánh dấu à, tí nữa bỏ ra bác. Đánh dấu vào. Đánh dấu, bắt theo cái miếng rộng này là được, chứ cần gì phải. Sao? Đánh dấu. Rồi bắt cái này, bắt đây, bắt đây trước này. Bắt cái này này. Cái dưới đấy để tí cái khoan vào chân sau. Cái bắt cái khó trước đi để người ta bắt cái dễ, để về những cái này bắt cái dễ. Bắt hai cái sau luôn đúng không? Đúng rồi. Mỗi bên hai cái là được rồi gì chưa? Xin chào hai mươi người đang xem. Lấy mạng yếu quá, đang phát trực tiếp lại ao mất ra rồi. Đây đang lên được 40 bác. Các bác có nhu cầu muốn xem mặt hàng gì thì có thể comment bên dưới, em sẽ cho các bác xem tất cả những sản phẩm đang có mặt tại xưởng của đồ gỗ Thành Luân. Rất nhiều những mặt hàng, bàn ghế trường kỷ, đồ thờ, giường tủ áo rất nhiều. Đây là bộ cuốn thư câu đối đã được dát vàng Đài Loan, chuẩn bị bàn giao cho một khách hàng. Bộ này rất là nhỏ, có 1m27 thôi, rất bé. Ở phía trong này là hai bộ nghi bảo đỉnh rất là đẹp của anh khách hàng, nó là anh Khanh, anh ở Thanh Oai, Hà Nội. Nghi bảo đỉnh, cột 12 chân 14. Thì trong này rất nhiều tủ rượu. Các bác có nhu cầu mua tủ rượu thì liên hệ với Thành Luân. Thành Luân đang có rất nhiều tủ rượu. Tủ rượu bằng hương đá, bằng gỗ vụ. Rất là nhiều. Đây, trường kỷ gỗ vụ đây, cũng rất nhiều. Phía trong này là một chiếc giường bằng gỗ gõ, giường hoa hồng. Thành Luân vừa mới xong một chiếc giường hoa hồng bằng gỗ gõ. Các bác có nhu cầu muốn sở hữu cái giường gỗ gõ này thì liên hệ ngay với Thành Luân để được đặt hàng. Chiếc giường này Thành Luân làm để trưng bày, chưa có khách hàng đăng ký. Tại vì cách đây ít hôm là rất nhiều bác muốn mua một số cái giường bằng gỗ gõ đục hoa hồng như này mà Thành Luân chưa xong, hôm nay mới xong phần mộc. Tất cả cái hoa hồng đục rất là nét, bằng gỗ gõ đỏ Nam Phi, và vách này là dày 5 phân, rất là đẳng cấp. Chân to 14 phân, dắt phản dày 2 phân, mạng yếu quá. Mạng yếu quá nhỉ, vào đây lại không có mạng thế. Tại vì mạng rất là yếu, cứ vào bên trong là không có mạng. Cho nên là các bác cứ xin thông cảm, các bác cần xem hàng gì có thể comment bên dưới. Em sẽ quay cho các bác xem. Hiện tại em đang có rất nhiều những mặt hàng đang trưng bày tại cơ sở 1. Tại xưởng luôn. Rất là nhiều mặt hàng. Tại vì mạng rất là yếu. Bị ao hết rồi. Rồi.
Bác cần xem hàng gì comment dưới em sẽ cho các bác xem. Rất nhiều những mặt hàng đang có mặt tại Đồ Gỗ Thành Luân, không thiếu hàng gì cả. Để ra quay lại cái sập thờ cho các bác xem. Một sập thờ này là Thành Luân đang đóng gói cho khách hàng ở mãi tận Kiên Giang. Xin chào và hẹn gặp lại các bác buổi phát trực tiếp tiếp theo. Do mạng nó kém quá không phát được nhiều, và bên trong này thì toàn mất sóng luôn. Bên trong này thì có rất là nhiều hàng đẹp, sóng kém quá, nghĩ là sao.